Quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm nay Thắng tiếp tục quay trở lại Đồng Tháp để gặp gia đình của bé Duy. Thắng xuống có một số việc. Đầu tiên là về vấn đề đất của bé. Thì clip trước mọi người xem rồi thì không biết là các cô chú anh chị thấy cái miếng đất đó có được không. Thì hôm nay Thắng xuống để gặp anh chủ đất và sẽ chốt. Có một số cái nữa Thắng muốn hỏi cho chắc chắn đấy. Và một cái điều đặc biệt quan trọng. Tối hôm qua lúc 11 giờ đêm Thắng có nhận được cuộc gọi của bé Duy. Thì bé khóc rất là nhiều. Bé nói với Thắng rằng là cha dượng của bé khi mà nhậu về đó thì tự nhiên là rượt đuổi mấy chị em. Mấy chị em không có dám về nhà, cứ lang thang ngoài đường đấy. Thì hôm nay Thắng cũng xuống đây để xem thực hư câu chuyện như nào. Thấy các con khóc mà nói rằng là chú Thắng ơi cố gắng mua đất cho con đi. Ở đây thì ông cha dượng ông ấy đuổi. Thì Thắng nghe thấy cũng rất là thương cho các bé. Hôm nay xuống Thắng sẽ hỏi xem là tại sao cha dượng của bé lại làm những cái điều như vậy. Có thể là nhậu về xỉn ấy, nhậu say nên là có những cái biểu hiện như vậy. Nhưng Thắng nghĩ rằng dù có say hay không ấy, khi mà là một người cha mà có những cái hành động như vậy, có lần này thì sẽ có lần khác. Còn cái vấn đề đất đai thì cũng mong cô chú hiểu cho Thắng. Thắng là người ở giữa cũng rất là khó. Nếu như mà Thắng mua những cái miếng đất giấy tờ nó không có hợp pháp thì sau này có chuyện gì Thắng cũng mang tiếng đó, cũng tội cho các con nữa. Do là cách đây 2 ngày thì Thắng có xuống để mua đất cho bé đấy, cũng như là xem đất cho bé. Ngày hôm nay lại xuống nữa, Thắng không có, nói chung là cũng khá là đuối rồi cô chú anh chị. Thế là hôm nay có mượn xe đứa em để chạy đi, để chạy xe máy từ Sài Gòn xuống đây là cũng gần 200 cây. Cũng khá là vất vả. Còn về vấn đề đất của bé thì mọi người cũng mong là mọi người hiểu cho Thắng ấy. Thì nếu như mà không có mua được, chắc Thắng sẽ làm một cái sổ tiết kiệm cho bé Duy thôi. Đó là cái phương án cuối cùng. Đất đai bây giờ nó cao quá mà số lượng tiền thì có hạn. Thì theo cô chú anh chị thì như nào ạ? Có tìm tiếp đất cho bé rồi xây một cái nhà nhỏ nhỏ hay không, hay là cho vào sổ tiết kiệm, sau này bé 18 tuổi bé có thể rút ra để sử dụng. Thì rất là mong cô chú anh chị cho Thắng một cái lời khuyên ạ. Thì Thắng cũng mong sao là giải quyết nhanh xong cái hoàn cảnh của bé Duy để có thể chia sẻ thêm nhiều những cái hoàn cảnh khác nữa. Thì hiện tại là Thắng cũng gần tới nhà rồi. Bây giờ đang ở Phà. Cái này người ta gọi là Phà Long Khánh. Từ thành phố Hồng Ngự đi vô thì đi qua Phà. Vì cái miếng đất ngày hôm bữa ấy, cũng có một số điều mà Thắng có hỏi anh chủ nhưng mà anh ấy không trả lời được. Và sổ anh ấy cũng không cung cấp được cho Thắng cái sổ đỏ ấy. Cho nên Thắng rất là sợ sau này có chuyện gì xảy ra thì Thắng mang tiếng cũng như là các cô chú trách. Đặc biệt cũng tội cho bé Duy. Vì những cái số tiền mà các cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho Thắng thì Thắng nghĩ rằng là mồ hôi nước mắt của mọi người thôi. Thì Thắng cũng không muốn là làm tầm bậy tầm bạ. Thì làm Thắng cũng cố gắng làm sao mà tốt nhất cho con. Thì bây giờ mọi người cùng Thắng đi vô trong nhà bé Duy nhá. Để Thắng có gì Thắng sẽ quay cho mọi người xem, cũng như là hỏi là tại sao ngày hôm qua cha của bé lại rượt đuổi lúc 12 giờ đêm như vậy. Một chút nữa vào trong thì có gì Thắng sẽ ghi hình và chia sẻ tiếp với cô chú anh chị ạ. Thưa cô chú anh chị, đây là cái đường đi vô mà căn nhà bé Duy đang ở đậu. Căn nhà cũ của bé. Đây là cái đường cũng khá là hẹp. Đây là mọi người thấy đúng miền Tây luôn ha. Chúng ta Thắng nghĩ rằng là với những cái hình ảnh như này thì các cô chú ở nước ngoài cũng rất là thích này. Mình cảm thấy nhớ quê hương ấy.
chắc là cũng gần Tết rồi, không biết là năm nay các cô chú nào có về quê ăn Tết không ạ? Tới nhà của mấy bé rồi. Hồi hôm bữa Thắng có quay cho mọi người xem rồi. Căn nhà này là căn nhà cũ mà ngày xưa cha dượng của các bé ở. Bây giờ là quay lại ở nhờ. Rồi em chào anh chị nhá. Rồi chuẩn bị ăn cơm tối chưa? Nó mới sắp nó đủ xào rồi. Ờ. Wow, cái chú chủ đất qua đây hay là mình chạy qua đó hả con? À, vâng. Thế thì thưa mọi người, hôm nay Thắng cũng xuống để gặp anh chủ đất như vừa nãy Thắng chia sẻ lúc đầu á, để Thắng hỏi thêm một số điều nữa. Vì khi mà đưa clip lên thì mọi người cũng có hỏi Thắng ấy, thì họ cũng thắc mắc một số điều. Thì hôm nay Thắng xuống để hỏi rõ hơn, cũng như là vì anh cũng không có cung cấp được cho Thắng cái sổ đỏ á, cho nên là cũng rất là khó. Thì bây giờ sẽ qua gặp anh xem như thế nào một lần nữa cho nó rõ ràng, được thì Thắng mua, còn không thì chắc là phải kiếm miếng khác thôi. Còn không nữa, mà nếu như không được nữa thì chắc chắn Thắng sẽ phải làm cho bé một cái sổ tiết kiệm. 18 tuổi thì con có thể rút ra và sử dụng những cái số tiền đó. Cho cô chú xem lại một lần nữa cái căn nhà của mấy bé này. Buổi chiều cũng buồn ha, nhìn rất là buồn luôn. Cái nhà chú đó gần đây ông là gì? À lại ủy ban ha. À vậy ha. Ừ. Ủy ban gần đây không? À thôi mình lại ủy ban đi, không để người ta chạy đi chạy lại thì cũng hơi kỳ. Duy xuống đây cho chú hỏi thăm chút nào Duy. Đó. Xuống là phải nhảy xuống ha, chứ không có cầu thang đi lên. Đây cho chú gắn cái này cả. Rồi hôm qua như nào thì kể ra chú nghe thế nào. Làm gì 12 giờ đêm cha dượng con đuổi vậy ạ? Dạ, con cuối ăn đi nhậu về tới lên ông gọi lộn với thằng khùng á. Ừ. Xong cái vượt luôn ba đứa. Ờ, vậy hôm qua mấy giờ mới về? Dạ, chừng chút nữa là con đi vô nhà ngủ luôn. Ừ. Rồi sáng ngày con có nói chuyện gì với ba không? Hả? Sáng giờ không nói chuyện gì luôn. Ừ, phải hỏi là tại sao mà cha lại dượt con? Sáng ngày con mệt, con nằm trong nhà xong con mới đi ra xe đường. Ừ, rồi bé Trúc thì sao? Bé Trúc hôm qua có bị không con? Dạ có. Ờ, vậy hôm qua là hai chị em 12 giờ đêm phải dạ. Đi ra ngoài lang thang vậy á? Ừ. Ba đứa này. Ờ. Ba đứa không con với lại chị. Ờ. Đến lúc đó luôn. Đến lúc đó mẹ con có nói gì không? Dạ mẹ chỉ con không biết nữa, mẹ con chỉ càng là ba đứa con chạy à. Ừ. Là tự nhiên như vậy luôn. Đi nhậu về tới anh giảng xong rồi cái ba với thằng kia khá lộn, xong cái hồi rượt luôn ba đứa. Ừ. Thì hôm qua chú nghe con điện thoại đấy, chú cũng rất là bất ngờ. Ngày hôm nay thì chú cố gắng xuống, thứ nhất là giải quyết cái vấn đề đất cho con, hai là hỏi cái câu chuyện này đấy. Ừ. Rồi ngoài hôm qua con có nói với chú là ba con đuổi đi hả hay như nào? Dạ ba nói là đi chỗ khác ở đi, đừng ở đó nữa. Ừ. Nhưng mà đi chỗ khác ở thì ba có ở cùng không? Thì con không biết. Hình như không. Ý là đây là cái nhà cũ của ba, cho nên là ba đuổi ha. Dạ. Ừ. Từ xưa tới giờ có bao giờ ba con có những hành động như vậy không? Ừ, dạ có. Hồi lúc mới về còn hơn cơ. À như hôm bữa là chú hỏi cô hàng xóm ở đây thì có nói nha. Là trước cũng hay rượt đuổi tụi con ha. Dạ. Ờ, và bây giờ tự nhiên lại có những hành động như thế. Chỉ lúc nào mà nhậu thôi đúng không? Còn bình dạ. Thường thì sao? Dạ bình thường cũng có gì chứ. Còn chừng nào nhậu nhiều quá thì gượt. Ừ.
Vậy con có sợ không? Dạ có. Hôm qua ở đây mưa mà bà thấy con chạy vô cho vô. Nghĩa là đêm qua mưa mà ba con vẫn rượt. Dạ, mưa lâm râm xong cái rượt ba đứa đi vòng vòng. Trời ơi. Thì Trúc có sợ ông Trúc? Dạ có. Thì bây giờ con dám ở đây nữa không? Không. Không hả? Vậy là bé Trúc hiện tại nghỉ học rồi cô chú anh chị. Và bây giờ chuyển qua đây là không đi học được. Chắc là phải qua năm mới học lại ha. Dạ. Ừ. Thì mấy hôm nay bé Duy thì sao con? Con có đi bán vé số gì không hay vẫn ở nhà? Dạ không, con ở nhà. Ừ. Chú Chun là chú sẽ nói chuyện với cha mẹ con. Dạ. Chú cũng rất là muốn mua cho con cái miếng đất đó ấy. Ừ, nhưng mà với cá nhân chú thì chú thấy nó bất ổn quá. Đó, không những chú đâu mà nhiều mạnh thường quân họ giành về đất đai đấy. Ừ, họ cũng có gọi cho chú và nói rằng cái miếng đất đó nó mập mờ quá. Và mua như vậy thì sau này lỡ có chuyện gì thì con coi như là mất tất ấy. Và những cái tình thương, những cái số tiền mà cô chú Mạnh Thường Quân dành dụm để gửi về giúp cho con ấy, nó trở nên vô nghĩa. Và với cá nhân chú thì chú cũng không muốn làm điều đó đấy. Bởi vì đã giúp thì giúp cho chót, còn không giúp thì thôi. Chứ còn giúp mà kiểu như là cho có cho xong ấy, thì chú không làm được. Vì bao nhiêu những cái tình cảm của Mạnh Thường Quân dành dụm cho bé mà lỡ một cái đất đó không có ở được, có chuyện xấu xảy ra ấy, thì cũng rất là tội. Chứ còn chú thì cũng chú cũng muốn mua và làm nhà cho con nhanh chóng. Nhưng mà nếu như không mua được hay con, nếu mà một tuần nữa mình không kiếm được miếng khác thì bắt buộc con phải trò chuyện với ba mẹ đi. Mình phải đi một cái địa điểm khác mình mua. Chứ không thể nào mà mình cứ đòi là phải mua ở chỗ này, đòi mua ở chỗ kia được ha. Tại vì số tiền mà các cô chú giúp đỡ nó chỉ ở trong một cái khoảng nào thôi. Mình không mua được ở đây thì mình qua chỗ khác mình mua coi ha. Đó. Thì Thắng cũng có một anh Mạnh Thường Quân gọi và ngỏ ý là anh sẽ hỗ trợ tất cả về pháp lý luôn. Thì anh cũng có một miếng đất, nhưng mà là ở Đức Hòa, Đức Huệ, Long An đấy mà cô chú anh chị. Thì anh này cũng làm chuyên về bất động sản. Thì anh cũng có ngỏ ý là nếu như mà các bé chịu về đó thì anh sẽ bán rẻ cho. Và nói chung là sẽ sang tên đầy đủ hết về mọi mặt pháp lý, sẽ yên tâm, không có lo sợ gì cả. Và mấy ngày hôm qua đấy thì anh cũng có gửi tiền để ủng hộ cho bé Duy đây. À, cũng có gửi cho con một ít để trang trải cuộc sống. Hôm qua là chú ấy có gửi cho con 5 triệu đúng không? Dạ, đúng, chú Tùng. Ừ, nếu mà được thì con có thể lên Đức Huệ, Long An. Đó, mình lên đó thôi, coi như là một cái vùng đất mới đi để mình phát triển ha, chứ không phải nhất quyết là con phải ở đây. Đó, ở đây mà mình cũng đâu có làm được cái gì, cuộc sống của mình là cũng chỉ đi bán vé số, thì con lên đó con cũng vẫn bán vé số bình thường ha. Đó, giờ đó chở hồi lúc con đi ở trên đó. Ừ, thì đó là cái suy nghĩ và cái quyết định của Thắng. Nếu như ở đây không kiếm được trong vòng một tuần nữa, cái điều cuối cùng Thắng làm đó là sẽ phải đi một nơi khác để mua cho các con. Đó. Rồi thì Thắng nghe điện thoại cái. Con có ngại là nếu mà mình về một cái vùng đất mới để sinh sống không? Con đi rồi. Đấy thì chú cũng muốn cho con ở đây có thể là gần gia đình ấy. Nhưng mà thật ra thì gia đình của mình, chú thấy rằng là các cậu này kia cũng la mắng đội con hoài à. Nhiều khi là mình cứ đi xa xa, mình làm ăn đi lâu lâu về thăm các cậu cũng được ha. Quan trọng là cuộc sống của mình tốt thôi là được rồi, không cần phải nhất thiết là phải ở gần nhau. Ở gần nhau mà nhiều khi thì không có tình cảm hoặc là con bị la mắng đấy. Thì mấy ngày hôm nay cha con có đi làm không? Từ bữa mà chú xuống đấy, cách đây 3 ngày. Dạ có, hôm qua đi làm, hôm nay không đi làm. À, hôm qua đi làm về xong là tối nhậu. Tối nhậu rồi xong về la tụi con. Về mà giỡn một chút xíu xong cái không biết cha bà quạo kênh, bà gực ba đứa luôn. Vậy là từ trước rồi cũng nhiều lần như vậy rồi ha. Nhưng mà lúc là cỡ 2-3 năm nay không có. Nhưng mà bây giờ có lại. Nhưng con có giận ba không? Có buồn ba con không? Dạ không. Thì chú thấy rằng bé Duy cũng rất là có sống có tình cảm với mọi người. Thắng thấy bé rất là tình cảm luôn. Thì hôm bữa Thắng có hỏi một điều là
đây là chỉ là cha dượng của con thôi, con có thương không? Cha nào cũng là cha hết. Đó. Cha nào bé cũng thương cả. Rồi không biết ba con đâu nhỉ? Chú vào chú hỏi thăm chút nào. Ba con không trẻ ra, hồi nãy ba con thấy chú Thắng, ba con đi vô chồng không chịu nói đâu. Sao giờ? Không biết nữa, con thấy ba con thấy chú Thắng xong đi vô chồng. Ừ, hay là sợ chú hỏi chuyện là không ba rửa con. Không có, không biết. Con thấy ba đi vô chồng. Ừ. Rồi bé Trúc, cho chú hỏi vài câu nha. Dạ. Ừ. Rồi qua đây với chị Duy thì vui rồi. Nhưng bữa giờ dạ. Đấy thì các cậu có gọi điện về nói gì con không? Dạ có cậu rồi đi lên đây bắt con về luôn. Vậy hả? Dạ. Có nghĩa rằng là các cậu gọi là xuống đây bắt con về. Dạ. Ừ. Rồi có la mắng gì con không? Dạ không, chỉ rồi xuống đây bắt con về. Dạ. Nó ngọt xong bắt về đánh sao? Trời ơi. Thì mấy cậu của bé chắc ở Sài Gòn ha con? Ừ. Với lại đó có cô nữa, cô Thiếu Úc. Bữa hổm nó đi ngang bánh đòi điện chảy đều thôi mà đòi đánh này. Ừ. Thắng cũng nói rất là nhiều rồi. Vì gia đình của bé Duy ấy, thì hơi phức tạp. Các cô, các cậu thì đôi khi là cũng không hiểu tại sao ấy. Cũng hay la mắng các bé này. Đặc biệt là bé Trúc đây. Vừa rồi là kiểu như các cô, các cậu tranh giành nuôi. Cũng không hiểu tranh giành nuôi để làm gì nữa. Vâng, thưa cô chú anh chị, vừa rồi Thắng cùng mới qua gặp anh chủ đất ngày hôm bữa đấy, thì Thắng cũng có hỏi một số điều. Thì sau khi mà trò chuyện, hai anh em trò chuyện xong thì Thắng quyết định là cái miếng đất đó Thắng sẽ không có lấy nữa. Tại vì giấy tờ ấy thì nó cũng không có được chắc chắn về sau này. Thì hôm nay ấy, em xuống đây thì có hai việc. Thì báo cho gia đình mình là về cái vấn đề đất đai ấy chị. Thì em biết rằng là gia đình mình rất là mong muốn có một cái đất, một cái nền nhà nho nhỏ để có thể là có chỗ để cả gia đình sinh sống đấy. Thì vừa nãy em có nói với bé Duy rồi, thì qua đây thì em cũng nói lại cho gia đình mình hiểu, có chị ha, để chị hiểu hơn. Thì thật ra thì để em mà em làm cho mọi chuyện nó qua loa đi ấy thì em làm được thôi, nhưng mà cái tính nhân văn nó không có. Em mua một cái miếng đất mà nó không có đầy đủ giấy tờ cho chị ấy, sau này lỡ có chuyện gì xảy ra ấy, thì em cũng mang tiếng này, mà gia đình mình cũng thiệt thòi. Biết là nó không an toàn mà mình cố mình mua, mình lì mình mua ấy, thì lúc đó thì mọi người sẽ trách em. Bây giờ không lấy được cái miếng đất này thì chị có buồn không? Có gì đâu. Dạ. Duy nó ở rồi, chứ tôi đâu có ở rồi. Vâng. Bữa sau ông Duy rồi mới chia em nó ở. Dạ. Thì, ừ. Thì cái nếu này thì có nhà có đất ở rồi, giờ là đi làm mà đâu có nhà đâu. Dạ. Tính đi lên Sài Gòn bô sắt lại. Vậy hả? Đang bệnh này có làm bệnh là làm sắt được không? Cũng được, bô sắt được. Từ dạ. Nào mình mệt mình nghỉ. Cho em hỏi chút là nếu như mình đi một cái địa điểm mới, một cái vùng đất mới để có thể lập nghiệp lại từ đầu ấy, thì chị có sẵn sàng không, có đồng ý không? Tại vì hộ khẩu ở đây với bệnh hoạn hoài, mua bảo hiểm đồ ở đây không biết đâu nói. Thì gì nó ở đâu thì biết đâu nó. Dạ. Ăn thua nó à. Vâng. Thì nếu như một tuần nữa anh chị không kiếm được miếng đất nào ở đây chắc khó rồi. Dạ, thì Thắng sẽ phải tính cái phương án như lúc đầu Thắng nói với bé Duy, là sẽ mua một cái nền đất tại khu vực không phải ở đây nữa, không phải ở Đồng Tháp, có thể là sẽ lên Long An để mua mọi người. À, thì Thắng nghĩ rằng là quan trọng là do gia đình thôi ha. Mình làm thì ở đâu làm cũng được, đâu nhất thiết là phải ở đúng quê hương mới là làm ăn được đâu. Mình cảm thấy ở đâu mình làm ăn được thì mình ở, chỗ nào thuận tiện thì mình ở thôi. Anh chị cứ đi kiếm đi ha, một tuần nữa nếu mà không có thì mình em sẽ chốt mua đất ở trên Long An cho chị. Đó. Có quyền gì đâu, ông vâng. Tối nào cũng đi ghe lúa. Dạ. Và nó không đi ghe lúa thì tháng rồi đâu có nhà đâu. Vâng, vậy hả? Ừ, chứ xong đâu. Nhưng mà hôm đó. Qua, à cho em qua đây cho em hỏi luôn là hôm qua có chuyện gì mà sao anh lại rượt mấy bé vậy? Thì nó nhậu vô là vậy đó. Ừ. Còn có nhậu thì thôi, nhậu là la mấy đứa này, la tối ngày la khùng nó nhiều nhất. À, là hôm qua 12 giờ đêm các con phải chạy ở ngoài đường trốn. Thế là nó chạy nó sợ. Vâng, thì hôm qua em thấy bé Duy gọi cho em mà. Ừ, giấc tối này bé nào. Bé cũng hốt hoảng thì bé gọi rằng
nói rằng cha dựng nhậu về đấy rồi rượt đuổi các con hiện tại là không có chỗ để ngủ luôn. Rồi tối nó vô ông ngủ, nó gì vô nhà nó ngủ vậy đó. Có nghĩa là phải chờ mãi tới khi nào mà cha dượng của các bé mệt ngủ đi ngủ rồi ấy thì các bé mới dám về. Dạ. Thì hôm qua chị không nói gì hả? Được, nói chứ sao không, mà nó lì lắm trời ơi, nó nhậu vô thì nó khùng lên mà. Vâng. Tại vì chết đi sống lại thì nó khùng lên vậy đó. Dạ. À, anh là đi đâu rồi? Biết đi đâu nó không biết nữa. Đi đâu nó đi. Khi mà anh thường xuyên làm như thế thì chị có lo sợ là có chuyện gì xảy ra với các con không? Dễ vậy làm vậy chứ có quánh đâu. Làm hùm hùm hổ gì chứ không có đánh. Hồi nào giờ chưa đánh lần nào chứ nó. Dạ. Đánh lưng nó đập đầu nó. Nó không có quánh. Vâng. Làm là dữ lắm. Vậy đó chứ không có đánh. Chắc là đôi khi nhậu nhẹt vào thì anh cũng không kiểm soát được bản thân mình á. Xong rồi sáng giờ cũng im vô rồi đó, đó có sao đâu, cũng nấu cơm cho con ăn đó. Vậy đó. Vâng. Tối là miễn uống rượu ít ít rồi thôi, uống rượu nhiều vô là bắt đầu vậy đó. Căng thẳng kinh là làm qua. Dạ. La dữ lắm. La mấy nơi này dữ lắm, mấy này sợ tôi quýnh chứ não giờ chưa đánh. Dạ. Tại vì anh không có nhà nên em cũng không có gặp để hỏi thăm rõ ràng được ấy. Nếu như mà anh xem được cái clip thì thôi đừng có rượt các bé, nó tội nghiệp. 12 giờ đêm rượt ra đường như thế. Thấy tội các bé quá. Nó có bỏ đâu à. Vậy đó, nó la rồi thôi à. Vâng. Nhưng đâu có nhà ở là đi à. Dạ. Đi à. Vâng. Chứ không nói xứ nhà xứ gì chứ miễn ở đâu có cái nhà ở rồi. Vâng. Khỏi mướn là đi à. Chứ không nhất thiết là mình phải ở đây. Không. Dạ. Căng. Vâng. Đó thì hôm nay thì em xuống là em cũng muốn nói để chị hiểu á. Vậy chứ phần con Duy nó ở lâu dài chứ mình dùng tim này có khi nửa đêm nó lật bất tử rồi nào. Đâu mình không có ở. Vâng. Duy nó lo ăn thua Ngọc Duy à. Dạ. Chứ vừa nói có khi giờ đang đứng như vậy tối xỉu chở đi bệnh viện không chừng có khi chết luôn không chừng, nó ở mình không có ở. Dạ. Vậy đó. Vâng. Rồi ở đây cũng vậy hoài đó, xỉu ngang hoài, mới xỉu là tối cái sột nữa. Ừ. Làm hoài vậy đó. Vườn dơ lâu dài thì Duy nó ở mình không biết chết giờ nào. Dạ. Chỗ nào còn nó ở được thì nó ở. Rồi. Nhưng chưa nào có nhà có cửa, không muốn trọ là được rồi. Vâng. Ở Sài Gòn thì muốn trọ 1 tháng triệu mấy tiền điện nước 2-3 triệu đâu có mặn ra tiền đâu. Cho nên mới về quê. Vâng. Bây giờ mấy đứa này minh thiên rồi ở nhà trọ tiền đâu mà ở. Tao tháng không có tiền đóng người ta đuổi. Dạ. Dạ rồi, ok chị. Hôm nay đấy em cũng xin phép là đọc danh sách của Mạnh Thường Quân, các cô chú mà mới ủng hộ cho bé Duy đợt mới nhất. Thì bữa giờ Thắng cũng xuống gặp bé một vài lần nhưng mà chưa có công bố ấy. Thì ngày hôm nay tiền đây Thắng sẽ báo cho gia đình biết tổng số tiền hiện tại mình đang có là bao nhiêu ha. Thì số tiền mà bé Duy được các cô chú ủng hộ lần thứ 6, đây là lần thứ 6 rồi em công bố. Đầu tiên là chú Lợi Võ này là 200 đô đổi ra được là 4.800.000. Cô Trần Thị Ái 4.000.000. Chị Lê ở Mỹ 5.000.000. Chị Trương Thị Cẩm Thuyên 1.000.000. Chị Luyến Anh Tư 3.500.000. Chú Nguyễn Tiến Dũng 5.000.000. Một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Bạc Liêu 500.000. Tiếp theo là chị Đào Thị Hồng Vân, Thắng thấy ở trong tin nhắn chuyển tiền ấy thì có ghi là Phật tử của ông là 3.000.000. Đó, là người chuyển tiền là Đào Thị Hồng Vân đó, 3.000.000. Tiếp theo là Nguyễn Thị Huỳnh Mai. Nguyễn Thị Huỳnh Mai 3.000.000. Tổng là 26.800.000 là lần thứ 6 này ha, là lần mới nhất ấy là 26.800.000 này. Em cộng với cái số tiền từ bữa giờ mà mình được các cô chú ủng hộ ấy, tất tất luôn á, là 139.177.000 ha. Clip hôm bữa em cũng đã công bố rồi. Sau khi mà cộng lại với lại em cầm dùm 50 triệu tiền đất hôm bữa đó. Yeah. Là cộng là 139.177.000. Thì cộng thêm với 26.800.000 ngày hôm nay nữa thì
tổng số tiền mà bé Duy và gia đình mình được nhận đó là 165.977.000 ha. Đó là 165.977.000. Thì còn những cô chú nào ấy mà ngày hôm nay Thắng chưa đọc tên ấy, thì có thể là liên hệ với Thắng nhé. Cái số tiền này thì chắc là em cũng sẽ xin phép là vẫn giữ ha. Dạ, giữ. Vâng, vâng. Đó, thì hôm nay Thắng cũng muốn công bố cho tất cả cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước biết, cũng như là gia đình của bé Duy biết luôn. À, hiện tại con được các cô chú trong và ngoài nước ủng hộ là 165.977.000. Đó, và hiện tại là số tiền Thắng đang giữ. Với lại là còn cái số tiền hôm bữa ấy, lần đầu tiên ấy, chị cũng giữ lại khoảng 5 triệu mấy này, lần sau mà Thắng đưa cho bé Duy cũng 5 triệu mấy, 5 triệu chứ, để nhập viện ấy, thì Thắng, cái đó Thắng trừ rồi. Đó. Và hiện tại thì là 165.977.000. Ờ, thì Duy có muốn nói lời gì không con? Con cảm ơn các cô chú trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho gia đình con. Con cảm ơn nhiều ạ. Thì như vừa nãy chú nói với mẹ con với lại con rồi ha. Dạ. Thì trong vòng một tuần nữa, nếu như mà anh chị không có kiếm được một miếng đất nào nó ưng ý nữa ha, thì chắc chắn là em sẽ phải khỏi kiếm đi. Vâng. Đi mua cái chán luôn đi. Dạ. Ăn luôn đi, khỏi kiếm. Vâng. Thì qua đây thì chị có muốn nói đôi lời gì nữa không ạ? Cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho gia đình tôi được có tiền để mua nhà, cất nhà ở. Tôi cảm ơn trước nhất cảm ơn Mạnh Thường Quân, rồi sau đó cảm ơn chú Thắng. Dạ. Giúp cho gia đình có được cái nhà ở, rất mừng, cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ. Dạ. Cảm xúc của con bây giờ như nào, mừng không? Có. Thì thôi để chú sẽ cố gắng ha. Có gì để chú sẽ liên hệ với chú Mạnh Thường Quân kia ở Long An xem như thế nào. Được thì chú sẽ chốt tranh cho con ha. Còn cái miếng đất hôm bữa ở đây ấy, thì chú cũng nói rồi, nó không có được thuận lợi cho lắm ấy, nên chú đã quyết định là chú không mua nữa. Con nhá. Vâng, thì Thắng cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây ạ. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi. Nếu như cô chú anh chị nào mà có gửi tiền cho bé Duy ấy mà chưa thấy Thắng đọc tên ấy, thì có thể là liên hệ với Thắng nhé, để xem là có thể là tiền chưa về đấy hoặc như nào đó, thì mọi người cứ liên hệ với Thắng nha, để Thắng kiểm tra lại ạ. Vâng, thì Thắng cũng một lần nữa chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.